Hey, salut anh em nhé, đã quay trở lại với kênh của Chim Ưng Vlog nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách bắn keo các bạn ạ. Thì việc đầu tiên các bạn chuẩn bị là một cái súng thật xịn vào. Nhưng mà súng này của mình ối dề quá các bạn ạ. Nhưng mà mình vẫn hướng dẫn với một chai keo với lại đầu vòi các bạn nhé. Với lại mình không có rẻ nên mình dùng bằng băng giấy vệ sinh các bạn ạ. Đấy. Mà yếu tố quan trọng nhất của cái việc mà bắn keo để một đường keo đẹp ấy thì các bạn này phải nên để ý là mình chuẩn bị hai đầu vòi này, một đầu vòi nhỏ với một đầu vòi to này. Đấy, như cái đầu vòi to này nhá, thì ví dụ cái đường mà nó bé thì các bạn sẽ cắt vòi bé thôi để làm sao nó vừa đủ đấy, nó vừa đủ vài, chứ nếu to vài nhá thì ở đây nó sẽ lờm lên trên đấy, lờm trên và nó có những cái ba dớ này linh tinh này thì là nó sẽ bị ra keo nhé, nó không thẳng một đường keo các bạn nhé. Và thứ hai các bạn cắt đừng cắt 4-5 độ, các bạn chỉ cắt khoảng tầm 2-3 độ vậy thôi để nó làm sao vừa keo nó vừa ra là cái đầu vòi này nó kéo luôn. Đấy, còn các bạn mà cắt chéo như thế này nhé. Đây. Nếu các bạn cắt chéo như vậy thì vòi keo nó sẽ xấu này. Đấy, để mình để máy quay ở đây tí này. Đấy, nếu các bạn cắt chéo quá vậy thì nó sẽ xấu. Bạn đợi hiểu không? Keo nó chưa ra vòi nó chưa đến mà keo nó ra rồi thì nó sẽ bị hỏng các bạn ạ. Đấy, xong rồi các bạn ấn nhẹ cái này. Đấy, làm sao đủ độ vuốt thôi. Như con này vòi to đấy nó lầm lên trên đấy chưa các bạn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ bơm cho các bạn một mình cho các bạn xem nhé các bạn nhé. Đây là đấy. Anh Thành Ưng sẽ trực tiếp thị phạm đường keo cho các bạn xem nhé. Các bạn xem nhé, quay chưa? Quay rồi, em đang quay rồi. Đấy. Để mình quay trực tiếp luôn đúng không? Đấy, thứ hai là các bạn trước khi bơm đấy thì vệ sinh phải, vệ sinh sạch sẽ đi để cho keo nó ok. Tạm thời như thế nhá, mình em bơm trực nhìn vào đường keo ấy, bơm thẳng vào đường keo. Đấy, cái tay này các bạn phải giữ cái bóp cò, bạn phải giữ, bạn kéo một đường để góc độ này, đừng để thẳng quá và cũng đừng để xiên quá vậy, để đúng tầm làm sao để vòi keo nó che được hết thôi các bạn đó nhé. Đấy, các bạn thật bình tĩnh, các bạn đi bạn nhìn thật từ từ, đường keo đều tăm tắp chưa. Đây, cho các bạn xem đường keo này đều chưa. Rồi, quay anh. Đấy. Đấy, sau khi bơm cái này đúng không, các bạn phải vệ sinh thật sạch đi, không nó lại nem ra. Đấy, xong bạn đặt vào cái góc này đúng không, cái góc lối này thì bạn phải hơi đưa sâu một tí, xong bạn hơi bóp keo, bạn kéo ra thì keo nó tự ra các bạn nhé. Đấy, quá đẹp. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, đều thăm tắp, không một vết gợn sóng. Ok các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành. Tốt lành. Đó, mình quay cho các bạn xem đường keo của mình các bạn nhé. Đó, nhỏ thì bạn quay nhỏ thôi các bạn nhé, các bạn cho to ra nhìn nó sẽ thô các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy không lộ các bạn nhé. Các bạn nếu các bạn bơm to quá thì nó sẽ lộ đường keo đấy, bạn nhìn xa về các bạn không nhìn thấy đường keo đâu cả. Đấy, nhưng mà dí sát vào thì bạn mới nhìn thấy này. Đấy, nó vừa đủ lên thành mép này thôi, nó nằm ở dưới thành mép một tí với bám vào kính, chứ các bạn cắt là bơm nó sẽ bị lệch ra các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn đường keo của mình này. Đó, thì chúc các bạn thành công. Quan trọng nhất là cái đầu vòi này, nên này bạn phải vệ sinh sạch cái đầu vòi đi. Đó, đấy, và tay bạn phải để khoảng tầm 23 độ thôi. Bên này cái đầu vòi keo này nó phải cắt dao nó phải thật sắc, cắt một phát đứt luôn. Còn nếu mà nó không đứt thì các bạn vì sao phải hơ nữa, nhưng riêng bạn mà hơ lửa đấy thì nếu mà bạn hơ vừa vừa thôi, chứ bạn hơ quá thì nó sẽ chùn vào, nó cũng ra keo các bạn nhé. Xử lý một đường keo lỗi luôn đấy. Đây là một đường keo mình đã bắn đẹp được đúng không?
chắc chắn rằng thì nó sẽ không được như vậy đâu. Nhưng ở đây các bạn mình nên đây mình cầm tay mình miết ra để cho nó to ra, nó xấu ra nhỉ. Đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, đấy, nó xấu ấy nhá. Đây là đường keo đẹp rồi đúng không? Đấy, nhưng mà đến đây là mình miết ra cho nó xấu này. Để làm sao mà xử lý được đường như xấu như thế này nhá. Thì các bạn mình có một cái mẹo rất là hay các bạn nhá. Đó, các bạn sẽ tìm một cái chai keo này. Đấy, các bạn bóp cho bạn để xử lý cái đường này. Đây, các bạn quay xấu này đúng không, các bạn đưa vào các bạn hot hot một phát. Đấy, bây giờ nó lại đẹp đẹp toe chưa, còn cái ngoài này các bạn đây nhá. Đấy, các bạn hot hết đi, nó sẽ sạch luôn. Đó, nó lại một thành một đường đẹp luôn. Đó, bây giờ các bạn này nó lại thành một đường đẹp luôn nha các bạn nhé. Đấy, cái đoạn này nó hơi lớn rồi đúng không, các bạn này bóp vào gọt luôn đi phát. Đó, nó sẽ đẹp luôn. Đây là cái cách xử lý keo lỗi của mình nhé. Đó, thì nó sẽ đẹp đẹp luôn. Xong bạn phải lấy cái giấy bạn lau qua cái đây. Cái gì anh? Một cây cắt làm ba. Cắt làm ba là cắt làm 2 mét. Còn một đôi thì là bằng 3 mét.